Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022. Đây là triển lãm có quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức với 51 đoàn đại biểu quân đội đến từ 28 quốc gia trong khu vực và thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc và tham quan triển lãm. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với mục đích đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại quốc phòng, tăng cường lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022 là một cơ hội rất tốt cho các nhà hoạch định chính sách về quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh gặp gỡ, trao đổi phát triển hợp tác hướng tới một biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng. Hợp tác công nghiệp quốc phòng và đặc biệt là triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022 sẽ mở ra các cơ hội hợp tác cùng tìm hiểu, nghiên cứu xu hướng phát triển của trang bị kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng an ninh trên thế giới, đa dạng hóa các kênh mua sắm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ của nước ngoài và sản xuất trang bị khí tài, hậu cần đáp ứng cho lực lượng vũ trang các nước để phục vụ nhu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân trước những thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Triển lãm thu hút 174 công ty, tập đoàn, doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ tham gia trình bày giới thiệu sản phẩm. Tại lễ khai mạc, lực lượng không quân, đặc công quân đội nhân dân Việt Nam biểu diễn chào mừng. Đây là cơ hội Việt Nam chào đón bạn bè quốc tế, chia sẻ văn hóa, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Qua đây truyền đi thông điệp, tính chất quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ vì nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tích cực tham gia hợp tác quốc phòng phù hợp cả song phương và đa phương với các quốc gia trên thế giới. Theo kế hoạch, triển lãm sẽ mở cửa trong 3 ngày, từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 12, trong đó tổ chức cho nhân dân tham quan triển lãm từ chiều ngày 9 tháng 12. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2022 đã chính thức khai mạc. Diễn đàn năm nay với chủ đề Phát triển bền vững và nâng cao giá trị của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự hội nghị. Năm 2022, công nghệ số tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu ước đạt 148 tỷ đô la Mỹ. Doanh nghiệp công nghệ số có sự phát triển mạnh mẽ với 70.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập và hoạt động. Xuất khẩu công nghệ số ước đạt 136 tỷ đô la Mỹ, khẳng định vai trò của công nghệ số trong đổi mới sáng tạo. Diễn đàn Quốc gia Phát triển Công nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2022 lần thứ tư hướng tới thúc đẩy quá trình triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép phát triển đồng bộ 3 trụ cột: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Sự kiện gồm 3 hoạt động chính: phiên thảo luận trao giải sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam 2022 và triển lãm giải pháp số Make in Việt Nam tiêu biểu. Sáng nay, ngày 8 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2023. Đến dự có ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của Cà Mau trên đà phục hồi và phát triển, kinh tế tăng 6,5% so với cùng kỳ, giữ vững đà tăng trưởng như thời gian trước đại dịch. Các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi phát triển, hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn thách thức có thể làm ảnh hưởng đến đà phục hồi tăng trưởng của tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, tập trung thảo luận phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, đề xuất các giải pháp khả thi bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng Nhân dân tỉnh có những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ xem xét thông qua 15 tờ trình và 15 dự thảo nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó có 6 nghị quyết quy phạm pháp luật.
Qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh Yên Bái tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khai mạc vào sáng nay cho thấy, bên cạnh nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt so với kế hoạch đã đặt ra, thì một số chỉ tiêu về văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và tạo dấu ấn tích cực với chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%, vượt 1,37% so với kế hoạch. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,62%, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, bằng 109,1% kế hoạch, tăng 14,5% so với năm ngoái. Đặc biệt, năm nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,05%, vượt 1,05% so với kế hoạch. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%, vượt 1,37% so với kế hoạch. Nhiều sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao cấp tỉnh và khu vực tạo được ấn tượng sâu sắc cho nhân dân. Lượng khách du lịch ước đạt là 1.558.900 lượt khách, gấp 2 lần so với năm 2021. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt là 1.100,6 tỷ đồng, bằng 130,2% kế hoạch. Tổ chức thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật chè Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Tuy nhiên, chỉ tiêu về tổng sản phẩm bình quân trên đầu người ước chưa đạt kế hoạch đặt ra. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác hỗ trợ đôn đốc các nhà đầu tư nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư còn hạn chế. Năm nay có một cái đặc điểm, đó là những quý, những tháng đầu năm thì việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cơ bản là có nhiều thuận lợi và kết quả rất tích cực. Nhưng mà càng về những quý, những tháng cuối năm thì càng khó khăn hơn do những tác động từ tình hình thế giới, tình hình khu vực. Bởi vậy thì rất mong các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chúng ta phân tích, đánh giá thực sự khách quan, toàn diện những nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tỉnh Yên Bái tập trung 3 khâu đột phá chiến lược về đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện các cơ chế chính sách nhằm huy động, quản lý sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nâng cao chất lượng nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, đồng thời huy động mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 12. Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã rất nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, thích ứng an toàn với dịch bệnh, tháo gỡ phục hồi phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội tăng 7,39% so với năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 đứng thứ 7 toàn quốc. Chỉ số hài lòng của người dân, của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng thứ 7, hoàn thiện trình thẩm định quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế phải nhìn nhận thẳng thắn, như 6 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt kế hoạch, việc thực hiện một số dự án, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Chúng ta rất cần có những tư duy mới, quyết tâm mới, hành động mới. Vì vậy, chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác tình hình thực tế nhằm khuyến khích phát huy những thành tích, những điểm mạnh, đồng thời thẳng thắn nhận diện, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để đưa ra những giải pháp đột phá, khơi thông các điểm nghẽn nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tập trung xem xét thảo luận để quyết nghị các vấn đề về quy định tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh, một số chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông,
chăm lo đời sống vật chất cho công nhân lao động. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh dành thời gian thỏa đáng để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.